Tại sao phải để người chết 3 ngày mới đem chôn? Nguyên nhân dựng tóc gáy đằng sau khiến ai cũng phải dè chừng. Hầu hết ở khu vực nông thôn, khi có người thân qua đời, họ thường để 3 ngày mới đưa tang. Phong tục này đã có từ rất lâu đời. Ở nhiều nơi, khi có tang lễ, họ thường đặt người đã mất trong quan tài và để nằm ở nhà 3 ngày rồi mới đưa đi. Thực tế, mai táng yêu cầu rất nhiều thủ tục phức tạp và tốn kém thời gian, nên đây là điều dễ hiểu. Ngoài ra, họ còn lý giải rằng đó là khoảng thời gian để người đã mất gặp lại con cháu lần cuối, đặc biệt những con cháu còn đang học hành và làm ăn ở xa có đủ thời gian để trở về, cũng như làm quen dần với ngôi nhà mới mà họ đang nằm. Nhiều người dân cho rằng đêm cuối cùng trong 7 ngày đầu tiên mới qua đời được gọi là đêm trở về. Khi đó, linh hồn người chết sẽ trở về nhà để nhìn lại gia đình lần cuối trước khi yên tâm rời đi. Bên cạnh đó, cũng có một số người lý giải rằng để người chết ở nhà 3 ngày mục đích để xem là họ đã chết thật hay chưa. Quả thực như thế bởi có nhiều ca chuẩn đoán nhầm khi bệnh nhân mới chỉ chết lâm sàng, nên sau đó họ bỗng nhiên sống dậy trong sự ngạc nhiên và hạnh phúc của người thân. Tuy nhiên, khi có tang lễ, họ cũng cấm kỵ chó và mèo xuất hiện, bởi những con vật này nếu nhảy qua xác chết có thể gây nên hiện tượng quỷ nhập tràn, khiến người thân của họ sống lại ngoài ý muốn. Và đặc biệt, con cháu không nên khóc than quá nhiều để người đã khuất có thể yên lòng ra đi. Nhiều người cho rằng đó chỉ là mê tín dị đoan, nhưng thực tế vẫn có nhiều điều khiến người ta sởn gai ốc, nhưng có thờ có thiên, có kiêng có lành phải không nào? Tuyệt đối không được dùng lại đồ cũ của người đã khuất để lại. 90% người Việt không biết nguyên do khiếp sợ này. Không chỉ không được để nước mắt rơi vào thi thể người thân, mà những thứ người thân đã khuất từng dùng như giường, tủ, quần áo cũng không được phép dùng lại. Đám tang hay đám ma là một trong những phong tục của Việt Nam, gồm nhiều quy trình khác nhau với mong muốn người vừa chết sẽ được ra đi thanh thản và có một cuộc sống đầy đủ ở thế giới bên kia. Trên thực tế, ở mỗi vùng miền khác nhau lại có những nghi lễ tổ chức khác nhau, nhưng về cơ bản thì vẫn có những nét giống nhau. Theo quan niệm dân gian, những đồ dùng vật dụng mà người đã khuất hay sử dụng khi còn sống sẽ được đóng gói và đốt hoặc chôn theo họ. Những người thân còn sống tuyệt đối không được sử dụng lại những đồ dùng của người đã khuất, kể cả giường tủ. Theo lý giải của dân gian, nếu sử dụng những vật dụng của người đã khuất thì những người đó sẽ bị người đã khuất theo ám và sẽ gặp phải những điều không may mắn trong cuộc sống. Hơn nữa, khi dùng lại đồ dùng của người đã khuất sẽ khiến những vật dụng đó ám hơi người sống. Người đã khuất sẽ vẫn mãi vương vấn trần thế mà khó siêu thoát. Tuy nhiên, khi nhìn nhận vấn đề này ở góc độ khoa học, các nhà nghiên cứu tâm linh có lý giải rằng người đã mất khi được cầu siêu thì sẽ không còn vương vấn trần thế nữa, cũng chẳng còn luyến tiếc dân gian. Năng lượng của người đã mất sẽ lưu trú ở một nơi đặc biệt trong vũ trụ bao la và không bao giờ quay lại thế giới của chúng ta. Thế nhưng ông cha ta có câu, có thờ có thiên có kiêng có lành. Chính vì vậy, mong rằng khi biết được những điều này, mọi người sẽ ghi nhớ và tránh để người chết được thảnh thơi về cõi vĩnh hằng ra đi thanh thản, không còn dây dứt với trần thế. Cận cảnh khối u kinh hoàng ở đầu gối bé gái 9 tuổi, không ai đủ can đảm để nhìn lần hai. Cô con gái 9 tuổi khiến bố đau đớn tim gan khi chứng kiến khối u phình to như cái rổ ở chân. Mới đây, những hình ảnh vô cùng xót xa của bé gái 9 tuổi có tên là Patam đang sinh sống tại Indonesia đã được chia sẻ rộng rãi. Những hình ảnh đôi chân sưng phồng vì khối u kèm theo những cơn đau mà bé gái phải gánh chịu đã khiến người dân châu Á không khỏi xót xa. Mỗi người sinh ra chắc hẳn sẽ có những nỗi khổ riêng, có thể là thể xác hoặc có thể là tinh thần. Bé Patam này đã được sinh ra trong một ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng từ nhỏ, em bé đã có khối u khổng lồ ở đầu gối, phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác. Vì khối u của con gái ngày càng phát triển, bố mẹ đã đưa bé Patam đến bệnh viện để kiểm tra. Gia đình nghèo không có điều kiện nên bố mẹ cô bé đã phải tích góp rất lâu mới đủ tiền để đưa con đi khám bệnh. Các bác sĩ đã chuẩn đoán nguyên nhân dẫn đến tình trạng khối u của bà Tam càng ngày càng phát triển là do bé bị mắc căn bệnh ung thư và tính mạng của cô bé đang bị đe dọa từng ngày nếu như không chạy chữa kịp thời.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã kêu gọi sự giúp đỡ từ phía mọi người. Một quỹ từ thiện đã được thành lập để cứu giúp cha bé gái đáng thương này. Số tiền để tiến hành ca phẫu thuật này không hề nhỏ, nên chắc chắn sẽ cần rất nhiều tấm lòng nhân ái từ phía mọi người. Sau lời kêu gọi từ cơ quan chức năng, đã có rất nhiều những mạnh thường quân đã cứu giúp bé gái. Số tiền dù là nhỏ hay nhiều thì nó cũng phần nào giúp gia đình bé Ba Tam vượt qua khó khăn. Bố mẹ cô bé đã vỡ òa hạnh phúc, dành lời cảm ơn đến mọi người. Bé Ba Tam sẽ được phẫu thuật trong thời gian sớm nhất để loại bỏ khối u trên đôi chân của mình. Mong rằng những tia sáng sẽ mỉm cười với cuộc đời em để em có tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. 90% đàn ông Nhật Bản đều thích mặc áo ngực, nguyên nhân thực sự khiến thế giới sửng sốt. Trong những năm gần đây, số lượng đàn ông Nhật Bản ao ước được mặc chiếc áo ngực ngày càng nhiều, nguyên nhân khiến các chị em đều phải câm nín. Nhắc đến đất nước xứ sở hoa anh đào thì không thể nào bỏ qua những thói quen độc đáo, thậm chí còn có chút xem như là kỳ dị nổi tiếng thế giới. Đàn ông Nhật Bản đều thích mặc áo ngực chính là một trong những điều kỳ dị bậc nhất. Gần đây trong một chương trình truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc, Ogi Hitoshi, một trong những khách mời đến từ Nhật Bản đã tiết lộ xu hướng mới khá phổ biến mà đa số đàn ông Nhật đều đang theo đuổi, khiến ai nấy đều phải sửng sốt. Theo đó, Hitoshi cho biết, ở đất nước của Anh ngày càng có nhiều đàn ông thích mặc áo nịt ngực, đó dường như đã trở thành một xu thế thời trang mới. Anh tiết lộ, những chiếc áo ngực được coi là sự xa xỉ nhỏ bé, đó là ước muốn của rất nhiều nam giới ở Nhật Bản vì chúng giúp cánh đàn ông cảm thấy thoải mái khi ôm trọn lấy cơ ngực của họ. Thậm chí, nhiều người còn cho biết họ thực sự có cảm giác được bảo vệ và an toàn hơn khi mặc trên người những chiếc áo ngực. Hitoshi cũng giải thích thêm, ban đầu những chiếc áo ngực này chỉ được thiết kế với màu đen và các kiểu dáng rất đơn giản. Tuy nhiên, có lẽ do số lượng người sử dụng đột nhiên tăng mạnh, đồng thời để đáp ứng được tính thẩm mỹ cao hơn cho những chiếc áo ngực, càng ngày người ta càng đa dạng hóa cả về màu sắc lẫn kiểu dáng của chúng. Chính điều này đã tạo nên thị trường áo ngực nam đặc sắc, không thua kém gì với các mẫu mã của hội chị em như hiện nay. Thông tin trên đã khiến không ít người cảm thấy rất thú vị và độc đáo, và biết đâu đó đây sẽ là một trải nghiệm thú vị cho những đấng mày râu trên khắp thế giới thì sao? Bí mật về người đàn ông mang thai đầu tiên trên thế giới. Năm 2002, cô gái Tracy Lynn Hunani Lekunino quyết định đổi tên thành Thomas Beatty và thực hiện chuyển đổi giới tính, thay đổi khuôn mặt, cắt bỏ ngực và tiêm hormone sinh dục nam. Thế nhưng cô không cắt bỏ dạ con mà vẫn giữ lại cơ quan sinh sản của nữ giới. Vào năm 2007, tin một người đàn ông mang thai sắp sửa sinh con làm cả nước Mỹ kinh ngạc. Hình ảnh anh chàng Thomas Beatty râu ria xồm xoàm, cơ bắp cuồn cuộn với cái bụng to tướng đã nhanh chóng xuất hiện rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và thậm chí còn được Guinness World Record công nhận là ông chồng duy nhất trên thế giới sinh con tại thời điểm đó. Năm 2003, Thomas gặp và kết hôn với Nancy tại Hawaii, nơi cho phép việc kết hôn của người chuyển giới. Do Nancy từng bị sưng màng tử cung và không thể sinh con, Thomas đã quyết định mang thai thay vợ mình. Dưới sự giúp đỡ của các bác sĩ và tinh trùng được hiến tặng, Thomas đã mang thai cô con gái đầu lòng là Susan vào ngày 14 tháng 7 năm 2008. Năm 2009, anh đã tiếp tục mang thai và sinh cậu con trai thứ hai Austin. Hơn một năm sau đó, Thomas lại tiếp tục sinh cậu con trai thứ ba là Jason. Những tưởng đó là một kết thúc viên mãn với Thomas, thế nhưng sau hơn 10 năm chung sống, cuộc hôn nhân của Thomas và Nancy đã đến hồi kết thúc. Việc ly hôn của Thomas gặp rất nhiều khó khăn do luật pháp nơi anh đang sinh sống. Bang Arizona không công nhận hôn nhân giữa hai người cùng giới. Tuy thủ tục ly hôn vẫn chưa thành, thế nhưng mới đây, Thomas đã nảy sinh tình cảm với một cô giáo có tên là Amber Litter và quyết định tiến hành hôn lễ. Cũng giống như những cặp đôi mới kết hôn khác, Thomas và Amber rất háo hức chờ đón đứa con chung của cả hai. Vượt qua mọi khó khăn chỉ trích và kỳ thị của xã hội, giờ đây cuộc sống trong gia đình nhỏ của Thomas và Amber vô cùng hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Lấy miếng sắt chọc nhẹ đầu móng chân, thiếu nữ kinh hãi cả đời khi lấy ra hàng tấn kinh dị này. Dù thần kinh sắt thép cũng phải khóc thét ngay lập tức khi chứng kiến cảnh vệ sinh móng chân có 102 này. Thấy móng chân dị dạng và ngày càng bốc mùi hôi thối, thiếu nữ không giấu được lo sợ, vội vã tìm gặp đến bác sĩ. Bác sĩ cũng không khỏi kinh hãi khi thấy hình hài dị dạng của ngón chân bệnh nhân. Khi tận mắt chứng kiến đối tượng, ông ngay lập tức tiến hành làm vệ sinh cho móng chân để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
ông dùng bấm cắt hết móng chân dài trước, sau đó ông nhẹ nhàng lấy đồ nghề chọc nhẹ vào bên trong móng chân để lấy hết cặn bẩn ra ngoài. Hàng tá thứ kinh dị bốc mùi được lấy ra khiến nhiều người không khỏi kinh hãi. Có lẽ thiếu nữ đã một thời gian dài không vệ sinh móng chân mới tạo ra được những cảnh tượng kinh hoàng này. Móng tay và móng chân cần phải được làm sạch thường xuyên để luôn sạch sẽ và không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.